Mấy bạn ơi, đói bụng quá trời, mấy bụng sắp xỉu luôn. Kêu chị ba mua ổ bánh mì mới được mấy bạn ơi. Xếp tới bạn đặt cái xe lớn rồi nè. Trời đất ơi, chưa tới chỗ mà đói rồi. Người ta chạy, người ta không có đói nè bà ơi. Tôi cũng xỉu rồi nè, ổ bánh mì đây. Xỉu đi, tao lấy cái dây tao đặt vô là xong. Thôi, cho ông hai đám cưới tưng bừng. Cho ông cưới đi. Ok, bây giờ cái bắp tóc kỳ. Hả? Mà chưa không có bánh bán để coi có chỗ nào bán bánh mì rồi mua cho. Bây giờ chị rồi với Như đang chạy qua trước mình đó. Mình đang ở chợ Gò Công nha mọi người. Hello mấy bạn nha, giờ mình với Như sẽ đi mua mực nha. Cái này là mực nhưng mà cái râu nó dài hòn nè. Để kêu cô Công cho mình cái này coi. Bây giờ Như sẽ lựa tôm nha, ở đây 200.000 ký vừa lựa vô cái gỗ này luôn nha. Như lấy mấy con bự thôi. Ừ. Đi bắt cái mẹ hay mình thấy. Ừ. Bây giờ đã tới biển rồi, chị Gùi với Như đang ở ngoài sau lưng nè. Còn đây là tiên cu te. Ôi mặt trời đẹp quá không mấy bạn, các bạn thấy không? Đẹp thiệt luôn á, bây giờ mình đang đứng ở chỗ này là đang làm bờ kè nha. Ngày xưa mình đi thì không có chỗ này. Ở phía dưới có mấy bạn đang cắm trại ở dưới kìa. Bây giờ thì tụi mình nghĩ là chắc là tụi mình sẽ xuống dưới đó cắm hay là đi xuống bãi đá. Xuống bãi đá cắm ha. Giờ nước dâng lên rồi sao cắm nữa. Xuống dưới bãi đá đi, chút xíu nó sẽ có cây mát hơn. Dạ. Ok. Ôi cây đó có đường xuống kìa. Ừ có đường đi mà. Ở chị đẹp ghê không? Đẹp không? Dạ. Rồi chị trước đi. Hả? Chị muốn xuống dưới đó cắm hay đi xuống bãi đá cắm? Có bãi đá ở chỗ khúc nào Như? Mấy dưới nữa. Ừ vậy xuống bãi đá đi cho đẹp đi. Ok let's go. Đẹp ghê không? Đẹp. Đẹp, gái đẹp ghê. Ajinomoto. Hồi xưa là bờ kè này tụi mình đi là nó vẫn chưa làm nè mấy bạn. Bây giờ người ta đã làm rồi. Nè, cướp hà chuẩn bị ra biển rồi. Tèn tèn. Ca một vùng trời thương nhớ. Đang thấy mấy cái cọc đó không? Cọc đó có con nghiêu dưới á. Đúng rồi. Có con nghiêu ở dưới á mấy bạn, mấy cái cọc mà chỉ lên đó. Người ta nuôi nghêu. Người ta nuôi ngay đó đó. Mình xuống mình đào cho người ta chửi chơi. Hồi đó leo lên trên này sợ chết luôn nè. Gái kìa. Hồi đó leo lên mấy cái này sợ chết luôn nè. Ờ. Biết sao không? Nó gió ở trận nó gặp gền nó sợ lắm. Đó, bây giờ mình đi hết cái đoạn này nè. Ngày xưa là chỗ này nó đường đá không mờ. Đường đá không mờ luôn. Chỉ có chỗ này đổ đan. Bây giờ nó mới đổ đan chỗ này nè. Ở dưới xa xa ở dưới là chỉ có một cái bãi đá ra. Nhìn rất là đẹp giống như tàu vậy đó. Bơi bơi ngoài á. Ra quá sao thấy được. Đẹp quá bên chỗ này đẹp quá thiệt. Dạ. Thôi ông chú đang đi chào nghêu qua con cá gì kìa. Ừ. Mình đi đường này, em đi đường này là còn đường đất luôn á chị. Hả? Mà bây giờ là hành đường nhựa chạy xuống ha. Nè, ôm cái thùng này nè. Đó, Vũng Tàu ngoài kia mấy bạn thấy xa xa không? Cái chỗ mà đồi núi chập trùng. Không, nổi, nổi. Bây giờ đang chuẩn bị đi ra biển nè. Như mình như làm gì đứng khẩn khẩn vậy Như? Như vậy? Như làm gì vậy? Bước qua đi Như. Như. Như làm gì? Như làm gì đứng quay quay tới mình luôn chị. Bị gãy cái khúc này nó không dám gì cả. Dạ. Ok đi đi đi. Mình còn xích đồ quá trời quá đất luôn nè mọi người. Bây giờ thì gia đình mình sẽ đi ra biển thôi. Được không Như? Em hả? Ừ. Được. Còn Như ú được không dạy cưng? Hồi đó em đi mấy cái này hả? Em bò không á chị. Lần đầu tiên em đi em bò không á. Bữa nay em đi được 3 lần rồi em hết bò rồi. Quen rồi hen. Mà bữa nay á có mấy cái cây này kiên cố hơn nè. Ừ. Chứ ngày xưa nó không có. Nó là những cái thanh xi măng nó dài á. Ừ. Ừ nó bị gãy nè cho nên người ta mới Ừ. Mới lấy cây chim vô. Mà mấy cái cây này kiên cố hơn rồi bữa em đi nó nhúng lên luôn á.
nghỉ một chút đi, em mệt quá chị ơi. Không đường dưới sình không à nha. Đừng đi dưới, dưới bị sình. Rồi đi qua đi Như. Nó sợ kìa. Ai? Như uống sợ. Đi đại đi cái này. Không có bị gì hết á. Đi, đi nè. Tới chưa? Kìa. Tao mấy chục bộ đồ rồi, tao té không dưới rồi tao thay à. Trời ơi, con mẻ sách coi nhiều đó ông nội tiên, sách quá trời luôn mà nó không dám đi. Đi nè, nè đứng giữa trời ơi là kìa. Trời. Mẹ rồi, nặng. Đây. Tội nghiệp em tôi quá à. Đi ra tới ngoài kia rồi. Khoan nha, chỗ này đang chấp nối nha, em qua trước nha. Đi nó nhúng nhiều lắm á. Chết mẹ rồi. Rồi chết thằng Như nè. Ây, không được. Ê, qua cho Bichi. Được, được, đi đi. Thằng này Trúc nó gớt nữa, mày ăn nó hết rồi. Kêu bé rác rồi, bà mới đi ra, con kêu bé rác rồi sao. Cái này cũng, chị rồi đừng bước tới mẹ Phan để em đi cái. Ghê quá vậy. Để em đi xuống dưới em đi quá. Chỗ này em sợ quá, em không dám bước qua. Em hả? Đâu, chị đi qua coi. Ờ, cái tấm dáng này nó nhịp dữ nha bà Như. Hơi nhịp nha, hơi nhịp nha. Nhịp dữ nha bà Như. Hơi sợ nha. Không, tôi để tôi đi trước coi, chứ không bà đi mà gãy rồi đấy thì tôi đi. Còn nhớ lại cái gì. Bữa đang đi câu cầu cầu cái gì mà phao phao nó cũng sợ nữa. Ơi, ơi, ơi. Cái gì? Đồ phía trước nó nhỏ dữ lắm á. Để em phải xuống đó. Em lôi qua. Em sợ quá, em muốn dám đi. Chú hồi ăn hết đi nha. Tiếp da gì ăn hết đi. Dạ. Đừng xách về hả? Biết ra luôn chứ. Thôi. Thôi chị nhẹ chị bước qua được á chị rồi. Được, bước qua đi. Cái thùng mỏ rồi chia bốn đứa, bốn cái đi. Bốn đứa bốn góc hả? Ừ. Tới nhiều biết sao dám đi nè. Ôi, nhịp dữ nha. Ê, gãy quá mày ơi. Giờ xuống đất đi. Xuống đây. Giờ nó mất cười quá chị ơi. Ê, mấy cái này đã đầm đít bề lắm á. Rồi, đi qua luôn, nhanh lên. Động gái nha. Rồi. Đi. Ở đây đi chị Tiên. Đi. Đây là sách rồi cho. Thôi khỏi đi đi, bà đi đi, bà né chỗ tôi đi đi, bà đứng ra. Cái giỏ nó dài lắm. Đi đưa đây đưa tao. Đưa đi. Tao bịt ra cho. Thì phải đi với Alamel. Ok, bây giờ Như đang đi trước, mình sẽ đi sau với Tiên đi sau nha mọi người. Trời Như đi dèo dèo luôn ta. Mạnh dạn dữ vậy. Không ai còn với đi ghê đó. Nó không đi kế thằng Tiên là nó trời ơi nó đi kìa. Như nay nhìn thấy cưng quá ha. Như cúp bế vậy á. Ở đây có cái bọt mình sẽ đi xuống. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Té chị ơi. Chị té. Chị rồi đi được nữa không? Không được thì cởi giày. Ở chỗ này trơn nha Tiên. Quá nặng. Tụi mình đang xách rất là nhiều đồ, nước đá, đồ, các kiểu, các thứ. Ok. Mệt quá à, xuống đây. Chắc phải ăn ổ bánh mì vô lấy lại sức quá mọi người. Đá ở đâu? Ngoài kia kìa. Phải đá ở đâu? Chỗ đôi tình nhân đang chụp hình ngoài kia. Trời ơi, con Như đi kìa. Bữa nay bạn đi đâu vậy Như? Bị bít nít hay vậy? Bạn mặc đồ đánh gôn vậy? Cái gì đánh gôn? Có sình nha mấy đứa. Sình đó. Không nói gì rồi, mang dép. Rồi về giặt đôi dài mệt luôn. Cởi dài ra đi. Cởi không? Được. Nãy quên mua miếng băng keo cái nhằn quấn chân lại rồi. Cởi gì vậy? Cửa nó té. Rút móng. Gì vậy? Tới bãi đá ngoài kia rồi kìa. Trời ơi, thở không nổi đây nè. Trời ơi, coi em tôi kìa. Nè. Trời ơi, nặng chết, tôi đâu có xách cái này nổi. Đi. Nãy giờ tôi xách gần chết. Thôi mày xách mình luôn đi. Xách tao không khúc ra tới ngoài đi. Đó. Đây tao Tiên. Tao là một cái nặng, tao đi con bé là tao chụp hết. Đây là biển và đây là bãi đá đây. Đây rất là lãng mạn. Ở bên kia núi đó, bên kia là Vũng Tàu đó mọi người. Mình đi thuyền ra ngoài là tới liền luôn á. Còn ở bên kia cũng có chỗ bán nước nữa kìa, các kiểu. Mệt không? Mệt. Hồi nãy bà Như với đầu kinh cục đá đem về, bà kinh cục đá đem về nhưng chờ chịu. Chạy chắc chị làm không luôn. Không có. Ginh cục đá đi từ đây vô trong là đứt rồi. Ừ, không có, hai trẻ ra làm bốn ăn hết đi rồi nó ói ra. Gáp lại hả? Ừ, chút cái thùng nè, còn cái thùng đó nè, đồ ăn hết đi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã tìm được một cái chỗ để mà cắm trại rồi. Thì ở đây
rất là vắng luôn. Buổi sáng ngày hôm nay chưa có ai hết. Thì Như với Tiên với chị Rùi ở phía xa đằng kia đang bưng đồ qua đây, mệt quá chắc đang ngồi nghỉ á mọi người. Thấy tội nghiệp ghê không? Cho nên là cái video này thì tụi mình vừa hồi có khắc chữ trên này nữa nè. Tụi mình vừa đi chơi mà vừa quay lại cho các bạn xem luôn. Nói chung là di chuyển đến đây thì rất là mệt và cực khổ, nhưng mà thấy biển thì rất là vui các bạn. Đây là lần đầu tiên trong năm 2021 mình đi biển gần nhà mình luôn. Và do là công việc nhiều quá là không có thời gian dành cho bản thân, hôm nay thì quyết định là sẽ đến đây vui chơi và cắm trại, cũng như là sẽ quay lại cho các bạn xem. Tiên nó đang đi qua kia, nó thở không lên tiếng luôn kìa các bạn. Bây giờ ở đây nói chung là bãi biển thì như thế thôi. Bây giờ thì tụi mình sẽ ở đây để dựng trại lên nha. Như đây là bé bỉm sữa nhất trong đội của mình đây. Bây giờ thì tụi mình sẽ dựng lên, bỏ cái vỏ ra đi. Bữa nay ai ship ta? Tiên ship không? Rồi chị chuẩn bị bung này Như, bung ra đi, bung ra đi. Bung sao vậy? Bung ra đi Như, cho nó tự bung đi. Nãy vậy hả? Rồi tháo hai cái cây dưới gốc ra nha, giống như hồi bữa tụi mình hay tháo. Mấy chồng, mấy cây chồng. Ừ. Rồi chẳng sợ. Rồi ăn không chưa? Được chưa? Lộn rồi á. Được, đúng rồi. Đây. Đây. Đập mày bây giờ. Người hùng của chúng ta đó. Không phải. Trời ơi trời. Sao nó rồi? Alabel mình nói là không ai tin hết. Từ từ. Ừ đúng rồi, Như tháo đúng rồi đó. Đúng rồi, tháo chào đó. Bữa hai đứa đập và đập đây. Và bây giờ tụi mình sẽ dựng lên cho mát nha mọi người. Đủ rồi, đủ ra cái. Có cát trống phải không? Kệ đi. Rồi. Bỏ vô trong đi Tiên, bỏ cái này vô trong đi. Ừ, đúng rồi. Rồi. Cái cây găm. Gió nó bay ra rồi. Cái cây găm bên kia kìa. Đâu đâu? Đâu nãy ai kìa, cầm kìa, mà. Đó, cái bịch kìa chị. Cái bịch đen đen. Rồi, nó đó. Bắt ngáo dữ vậy trời. Mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn nội bộ. Quay cái mặt đó ra ngoài biển ra. Quay chị, quay cái mặt qua qua ánh nắng nè, quay qua biển, gió nó đập vô mặt sao? Ừ, với lại gió nó vô nó lùn. Ừ. Rồi. Do là mình chỉ che nắng lên là cố định tạm thời vậy thôi, còn ở thì mình mới làm mình cột dây giữ vô. Bây giờ thì đội của mình sẽ bỏ quần áo vô trong đó nha các bạn. Rồi ai muốn thay quần cục, quần ngắn, thay đầm thì gì cứ vô thoải mái nha. Thay đầm không Tiên? Có, em có đem cái đầm. Rồi chuẩn bị bắt bếp đồ nấu ăn rồi nha mọi người. Ai nấu ăn ăn, ai ăn bánh mì thì ăn. Ăn cái gì á? Giờ dựng lều xong rồi thì tụi mình chuẩn bị nấu ăn thôi, đói bụng quá mọi người ơi. Hôm nay em sẽ là bếp trưởng nha. Ok, người này kẹt tạp ba. Mọi người chỉ có quyền con chơi và ăn thôi. Tháng này cửa trai đâu chơi, con bò tao không có nấu. Kìa, quá vậy coi mặc đồ kìa. Đồ nè. Gì vậy? Ghê vậy ạ? Nấu sữa lo ràn nha mọi người. Đục em một cái cho em chết quá. Đây là cái bàn để tắm hớt nè mọi người. Này dẻ, ở đây có đồ nướng luôn. Bây giờ Tiên bắt đầu nhóm lửa ở đây đi. Rồi ha. Rồi mình chuẩn bị đem đồ ra nướng. Ngộn chiếc than đây hả? Ừ. Ở đây nó có cái mùi hôi hôi ha. Cái mùi biển á. Mùi biển. Vậy hả? Đúng. Với lại mấy cái con sinh vật nó sống trong đá nè. Lấy dầu hôm ra sạch đi. Sạch cũng bây giờ hết được đâu. Cái mùi biển là lúc nào nó cũng mang theo mùi mặn mặn. Đúng rồi, nó mang mùi cá, mùi cơm. Tại mình không quen ở đây. Giống mắm ruốc hơn, cũng mùi giống quen thôi. Ừ, bây giờ mình đốt lửa than lên mình nướng đồ ăn ăn đi, giờ nó bụng quá. Ok. Lỗ mũi ba hình hình nãy giờ. Hình hình là gì vậy? Có đầu thử. Chút lấy hai cục phân gán nhét vô luôn giờ. Giờ mỹ nữ đang sặn rau qua cho mình nấu lẩu. Ở đây là rau nha các bạn. Ở đây là rau đồ nướng. Bây giờ mình sẽ đi sặn đồ. Ở đây là cái chỗ này để nấu bếp cồn nè. Bánh mì ai đang ăn dở dàng đây? Chị Rùi hả? Của chị hả? Để lên đây nha. Ừ. Trời ơi, sáng nay mát mẻ trong lành. Đây hai cô gái đẹp đang chuẩn bị đồ ăn nha các bạn. Mình thì quay. Bây giờ mình thì sửa soạn đồ để đi nấu thôi. Đầu tiên sẽ đốt lửa nha. Nè, có giấy nữa nè. Bây giờ mình sẽ ghim cục đá mình che gió nha các bạn. Coi mình thấy ấm ấm thì mình mạnh lắm á. Ồ. Trời ơi. Nặng. Mạnh ghê luôn vậy.
Hai cô em gái đang chuẩn bị đồ nấu nha các bạn. Hai cô em gái xinh đẹp đó. Còn đây có anh chàng đẹp trai đang chuẩn bị lửa đặng nướng đây. Trong thời gian mà mình đốt lửa đó chị, mình có thể nấu được nồi nước lẩu rồi đó. Rồi còn hai cái mình nướng ha nhau. Chính xác. Cũng ăn bánh mì. Ừ, ăn đi chút nghe, chưa nấu đâu. Bây giờ ở đây có cái cô bán nước nè, cái tụi mình mua nước cũng cho mình bàn ngồi, mượn bàn ngồi. Đó, bánh mì buổi sáng mua ăn lót dạ trước rồi nấu ăn sao nha mọi người. Bây giờ đang chuẩn bị đốt lửa nè, cắm trại rồi đó, ai mệt thì vô đó nằm, ai muốn thay đồ thì vô đó thay thôi. Quá tiện luôn á. Chị rồi nay nhìn dễ thương quá ha. Trời ơi cu te ghê kìa Như, coi Như ăn kìa. Cắn thân lại. Trời ơi cái chân. Giò heo. Ừ á, mình mới chụp cho Như coi hỏi ăn giò heo không á mấy bạn. Được chưa cháu không? Sao thấy nguy hiểm vậy? Trái rồi. Vô mọi người. Vô. Một, hai, ba, vô. Vô. Hai, ba, ăn. Vô. Nãy trên đường đi rồi nó đang ăn rồi, nó đói bụng á. Mời mọi người ăn bánh mì buổi sáng. Tuyệt vời, ăn bữa sáng xuống biển ăn bánh mì nha. Trời ơi, cái quần dữ vậy. Đó. Trời ơi. Em sợ sống quá. Nổi gì vậy? Đâu được thả ra biển luôn, ghê hơn. Bữa mai đi. Lâu lắm rồi chị mới đi biển luôn á. Bánh mì ngon quá. Trời ơi nay ghê chị. Trời ơi trời. Đâu đẹp không chị? Đâu ra vậy? Đây chị ngồi đây. Hai. Trời ơi thấy hương ghê luôn kìa. Chưa? Rồi. Ok mấy bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ thiết kế ở đây là một cái ly, cái ly thiết nha, ly nước đá nhà mình á. Bây giờ mình sẽ nấu nước lẩu ở bên này nha, còn than tiên đốt nãy giờ chưa cháy nữa. Cháy rồi. Hôm nay tụi mình sẽ nóng rồi. Nấu ăn theo phong cách dân dã nha các bạn, dân dã picnic nha. Bây giờ sẽ bỏ cồn vô đây. Ông quẹt. Quẹt đâu? Ông quẹt trong phòng rồi. Quẹt nó. Sao? Quẹt nó. Quẹt đâu? Quẹt đó, ủa? Gì đưa cái cây học quẹt chết luôn chị rồi ơi. Quẹt đâu? Ở trong cái lều, tấm lều lý tưởng chồng á. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Như vợ chui vô trống rồi nha mọi người. Ai ra ba chị à. Giờ nó hay sari trống hay gì rồi á. Bây giờ sao bật ra cháy vô. Ôi đó, cháy rồi đó. Quá ok không? Rồi không ok nha. Cái okay, chảo, okay, cái chảo okay, không okay nha. Ok nha. Ok nha. Ok không? Ok đây, đưa em cái chai nước suối. Đây. Đây, nãy giờ nó bay úp không chứ. Này là chai nước suối. Rồi, chị là hỗ trợ cho em nước rồi chị. Vậy hả? Nước lẩu có nhiêu đây được rồi hả chị? Ừ. Hôm nay tụi mình sẽ ăn lẩu hải sản với lại mực với tôm nha các bạn. Cá viên chiên với lại chả cá Naturo. Ok. Naturo đâu? Naturo chưa sắc. Đây. Đây là bịch nước lẩu. Bây giờ sẽ cho cái bịch nước lẩu vô luôn nha mọi người. Trời ơi. Thằng Tiên nó địch mọi người ơi. Quá mắc cỡ. Thấy cái xì tai mà nấu ăn của mình bụi không mọi người? Bụi bặm không? Trời ơi, cái gì vậy? Sao giờ thay đồ vô rồi? Rồi, thay đồ rồi? Đi chụp hình nữa. Hôm nay sẽ là concept của người mẫu ú này nha các bạn. Concept chụp hình. Người đang lấy chấm nắng nào bấm. Không, giờ là concept bán giấy số nè. Cái này là chị trai bán giấy số. Ở này là concept cô hung nữ nấu ăn nha các bạn. Trời ơi. Nghiêng nha. Không, từ từ. Nước tại này chị nấu cho chưa sôi. Bây giờ thì chờ nước lẩu sôi thì tụi mình sẽ chăm chút lại cái bếp than chút xíu nha. Cho em cục còn. Sao thay đồ rồi? Ôi, ôi. Sao nãy còn đẹp thay rồi? Ôi, nhìn chị rồi chân dài ghê luôn à. Ôi, chân dài ghê chị rồi. Trời ơi, vui.
Giả bộ thôi. Ok, bây giờ thì chờ đợi cái nước lẩu đây. Bây giờ mình đốt than lên, mình nướng chân gà trước đi. Ok. Thì như đã sai thêm một concept nữa, Tiên chuẩn bị đi đốt than. Tiên kéo cái này lại, nó sẽ không bị cát vô trong cái lều á. Kéo cái lều lại luôn. Nãy là bả vô trong phải lăn phải lộn á. Như hả? Ừ. Nãy như sao? Sao ra không kéo lều lại hả? Quấn chết. Giờ chị Rùi với Như đi chụp hình rồi nha mọi người. Mình với Tiên sẽ làm việc nấu ăn. Còn cháo quá trời cháo luôn nè. Wow. Rất là quẹt ra. Bây giờ thì chị Rùi với Như đang chụp hình nha. Đó, có tâm dữ lắm nha mọi người. Bây giờ Tiên cũng với mình thì đang làm này đây. Nắng lên rồi nè mọi người. Như đang đứng đây chụp hình nha. Đó, concept cute ghê chưa. Tóc xỏ bye bye nè, dễ thương không. Ok, và các bạn ơi, bây giờ đã nắng tới đây rồi. Ngoài kia biển đang lấp lánh kêu xa luôn. Tiên đang ngồi đốt lửa cháy cháy phần phần luôn. Để mình đi lấy chân gà cho Tiên nướng nha. Cái bịch chân gà đâu ta? Ướp rồi. Đây là cái bịch chân gà nha mọi người. Ok bạn ơi, bây giờ sẽ gỡ cái bịch chân gà ra rồi nướng nha. Nè. Đây. Để nướng đi Tiên. Nướng đâu? Để dưới đất đấy. Giờ lấy ghế. Vậy thôi khỏi đi. Mình gắp cái này ra vô trong cái kia mình nướng luôn. Thôi mình phải từ từ. Ê vậy đi. Rồi. Gắp vô này nướng luôn. Chút lấy cái dĩa đó mình ấy. Mình đựng cái chân. Ở này gốc xương hả? Xương rồi. Rồi đã nghe hồi ăn cái để vô cái mình dai mình nuốt luôn. Tôm, mực nè mấy bạn. Rau, muối tiêu, dưa leo, tắc, bún, rau, xúc xích. Chị Rùi với Tiên đang nấu ăn bên đó nha. Để đường trong đêm luôn đi. Chị miếng đường thì nó hơi mặn cho nên là Như sẽ nêm đường với tí xíu bột ngọt vô nha các bạn. Ê cấn giò nè, chịu vậy vô vậy. Trời ơi cưng ghê không. Nếm thử coi vừa ăn cho chị Rùi. Nếm thử đi chị Rùi. Tiên giờ đi ăn quýt nha mọi người. Thấy sao được không? Vừa không? Vừa ăn cho miếng nước đi, không có hết đường rồi. Kẻ cái chai nước kìa. Cái quần đường đâu. Gà của mình bây giờ nó đã nở gân ra hết rồi. Nhưng mà cũng phải để lửa cao cao. Tại vì nó cháy hổn quá. Cái này mới niêm lại phải không chị Rùi? Chú cha mà ơi. Chút xíu nó mất miếng ăn rồi. Ai dụng vô cái đuôi vậy? Chị á. Ê, tự nhiên tao nhìn trong mắt kiến của mày có tao luôn á. Ờ chứ rồi, sao trong mắt mày có tao luôn á. Thì lúc nào trong mắt tao không có mày. Như u là tật. À. Trời ơi, chứ nó mập quá, lớn che hết mẹ cái đồng đen của em rồi chị. Ngon quá hả? Thơm rồi đó. Cái này em nêm cho, em nêm lại cho. Thêm nước rồi phải không chị? Thêm rồi đó. Được không? Hơi mặn á. Không nước nữa. Ê, phải sáng bỏ thêm đường nhiều nhiều ha. Ừ. Có muối kìa thêm không? Thôi, đủ mặn rồi, thêm miếng nước nữa đi. Xong rồi chút nữa còn rau còn bún vô nữa là vừa ăn á. Đúng rồi, xuống biển này nước biển nó đủ mặn rồi mà nước lẩu lại mặn thêm. Em là đủ mặn rồi. Được rồi chị, vô ra được rồi. Ăn hết đồ bánh mì rồi mày vẫn còn đói, ăn miếng dưa leo với muối tiêu chanh coi. Đây đổ nước vô đây uống luôn nè, cho tay nước đá rồi. Dưa leo non quá. 20.000 ký với mấy bạn. Nãy mình với Như vô chợ Gò Công mua. Ngọt đó. Một cái bình 6 lít thì mình sẽ gốc nước cho được uống. Còn uống thì bấm cái này nha các bạn. Sao? Nó còn bỏ qua bên đây, bỏ qua đây. Chưa cháy hết đâu, thôi kệ nó đi. Thôi nó quéo rồi kìa. Thôi nó cháy rồi Tiên ơi. Cháy rồi Tiên ơi. Bây giờ thì chị Rùi sẽ để hải sản vô giùm mình nha mọi người. Đây là những hồi sáng cái nồi này nó có thể ngã chứ cái nồi đó không thể ngã. Cái này hồi sáng em mua là 200 mốt tôm với mực luôn á chị. Vậy hả? Ở đây rẻ ghê, mực này mà có 130.000 ký. Vậy hả? Trên mình mắc lắm luôn. 10 con tôm bự chà bán về có 80.000. Trời ơi rẻ quá. Rẻ không? Rẻ. Quá rẻ luôn. Quá rẻ cho cục tình luôn. Chưa chị Rùi với Tiên. Chưa nha. Trời ơi tôm chín rồi nha. Của Tiên coi chừng chín rồi đó. Ê, sao cho cái bà này mới lại mới đạp quá à, kỳ đó. Em biết sao không, tự động nó sẽ đổ trước những người cô gái đẹp. Ê, con mình mua vậy nó đỏ tươi luôn hay vậy ha. Ừ mà rẻ nữa. Đúng rồi. Con khổng lồ này trên ví dụ bình thường em mua là cũng khoảng 240 ký á. Nay mua có 200.000 à, 10 con mà có 80.000 à.
Bây giờ đó là lẩu đó chín rồi, bây giờ chị Rùi sẽ lấy mì cho Như bỏ vô các bạn. Đây là bé bỉm sữa thôi. Chín chưa ai biết ăn thử mà mấy bạn nha. Ăn thử rồi. Chín rồi, mày nướng nó không còn cái gì nữa hết trơn á, còn người khác không mà chứ nó quéo không. Rồi chín chưa ngon. Nè bây giờ thằng Tiên nó nướng ngon quá mấy bạn, để mình ăn thử miếng coi nó chín chưa nha. Chưa, mình thấy cái màu nó chín rồi đó. Bữa nay rất là nhiều bạn tới đây chơi tham quan luôn nè mọi người. Bữa nay chủ nhật á cho nên rất là đông Tiên. Đàn em không á. Đi hả? 500 em tới hả? Bảo vệ tụi mình hả? Trời ơi tụi mình thật là hạnh phúc. Tính kìa, tính này kìa. Thiệt luôn á. Ai quy cao, tính hết rồi. Nhưng mà bị ba phải nấu ra đàn em ăn nữa nha. Không đủ. Đủ có đàn em này à. Em bây giờ mình sẽ gấp ra ngoài đây đi, rồi mình sẽ bỏ thêm vô hái chị Rùi ha. Wow, còn tươi quá nè. Như nước, anh Như không khứa nó ra hả Như? Để nguyên cái. Không khói mà. Không khói hả? Không khói như chừng nào nó mới chín ăn. Có từ từ. Trời ơi, ai cắt cho em rồi mà em đi cắt nữa. Thì đây mình để xúc xích lên đây xong khói luôn nha. Còn chân gà thì nướng ở dưới nha. Còn cái này đang trụng mì nè các bạn ơi. Đây, đây là dụng cụ đang cố hình Như đây. Này cái cưa nha mọi người, cái cưa nha. Mấy cái lưỡi cưa luôn. Hả? Chưa chín hả? Cái cưa. Nước lẩu lại cạn, bây giờ tụi mình sẽ thêm nước vô nha các bạn. Giờ thì Như sẽ để rau luôn nha, tại tụi mình cũng hết cồn rồi. Chỉ còn bây giờ rau nó chín nữa là tụi mình có thể ăn được rồi nha. Tiên nó nướng nãy giờ nó mệt rồi, nó nghỉ rồi, cho chị Rùi nướng cái đó đi. Ủa nãy giờ mình nói mọi người đừng có làm gì hết á, để em làm cho. Nhưng mà bây giờ em mắc quay rồi, mọi người làm đi ha. Ê, có để mấy đất ớt vô không? Cũng được. Ok các bạn ơi, bây giờ thì xúc xích đã chín rồi, mình nghĩ nó đã chín rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái dĩa cho Như để nha. Tiến thì mấy chị em tụi mình đã làm xong rồi, mình sẽ nhờ Tiên quay cho mình một đoạn để thưởng thức chung với mấy bạn, rồi mình sẽ mời Tiên vô thưởng thức luôn nha. Bây giờ có chén có đũa thôi, tụi mình ún chút xíu nó sẽ dọn vệ sinh sạch sẽ hết chỗ này. Ăn bún không? Ăn bún mì. Được rồi, cho em ăn gấp. Bây giờ mình sẽ đựng chanh vô trong đây nha. Ý lộn, mình sẽ nặng hạnh vô trong đây nha mấy bạn. Ngon quá dạ. Muối ớt nè. Ôi còn hiếu nha. Sẽ dưa nha. Nữa. Thôi, chút xíu đi mình xíu xẻ ăn nha. Ăn mình xẻ rồi mình ăn lai ché sao? Tại ở đây là vị trí nó không có được là nhiều cho lắm. Tại vì nó không có bàn để nha mấy bạn. Làm gì mặt mày nhăn chứ Như? Hả? Nắng. Nắng. Cái gì vậy? Nắng. Nắng nắng biển nó nắng biển nắng ghê lắm. Như là nắng nhăn. Như ai ăn hết của bà vậy? Thôi bây giờ thưởng thức thôi, nó cũng nguội rồi đó mấy bạn. Thôi bây giờ mình mời mấy bạn nha, mình ăn cá viên. Đói bụng quá. Trời ơi cái nồi à, hết tròn luôn. Ghê chưa? Cho nhìn miếng mật. Mình ăn con mật. Miếng nấm mật. Mọi người. Ăn nấm rồi. Đã giờ em ăn chân gà trước chút. Em ăn nữa sao? Nãy giờ không ai vô cho nó xôm xôm ha. Vô ra. Ba bốn mình vô. 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 Một, hai, ba, vô. Hai, ba, ăn. Uống à? Uống hả? Đã cá này. Chị bán nặng cho em chưa? Đúng rồi đó. Nè. Chấm vô. Chấm vô nè. Thấy được miếng mưa ăn nha. Mời các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chấm vô trong. Đôi đũa của em hình như bị lỗi. Không có. Mất rồi. Đây đây tao cho. Không phải lỗi. Thôi được rồi, được rồi. Nó thật được quá. Rồi tách kỳ vậy. Tách kỳ. Ok bây giờ mình sẽ chấm chung với một miếng muối ớt. Trời ơi thèm nè. Ứa nước miếng chưa? Mời các bạn nha. Quá ngon hả? Nó chín hết trơn rồi. Mình xuống biển rồi. Phải có dịp giờ mình lên rừng thấy không? Lên núi á. Đúng rồi, lên núi. Tây Ninh. Tây Ninh. Đi có Gò Công không mà chị Rùi chạy 2 tiếng đi tới Tây Ninh chắc chị Rùi đi 2 ngày. Không, 3 tiếng mấy à.
3 tiếng mấy? 2 tiếng rưỡi. Ủa? Vậy đi Tây Ninh là cái kỳ bao xe đi hay là mình đi xe ông Đà? Dạ, đà. Em Đà. Không lo không hả? Sợ hả? Đi. Ở, em chở cho. Chở bà Như à? Chở chạy ra rồi hả không? Ờ chị Rùa chở à. Sao hả? An giờ? Toàn. Rồi ai chở? Chị rồi. Kêu chị chở rồi. Rồi nha. Trời ơi. Đau bụng quá mấy bạn ơi. Cái gì vậy? Hả? Gì đau bụng? Đau bụng. Đau bụng. Nghe đau bụng luôn á. Ủa gì hả? Ờ, ai cũng nghe vậy á. Đói. Ờ. Đói cứ ăn đi. Mình sẽ ăn chén nữa nha bạn. Mấy đường dễ cho nó luôn. Thôi được rồi chị. Chị Gùi làm quá bà giận bây giờ. Giận mà mọi người ăn nước tiếng mà ai giận thì người đó. Bây giờ mình can nước vô cái dĩa mình ăn luôn đi chị Như. Thôi. Kiểu bây chị Như là mình thôi cho nên 4 người mình sẽ bóc tay luôn nha các bạn. Để luôn ơi, chút đấy không dính đâu. Dính chưa ta? Hả? Dính chính chưa? Em không biết. Dính chưa? Dính rồi, nãy giờ em ăn 2 cái dính rồi đó. Con tôm này nó tươi nha mọi người. Ở đây mình gần biển. Ngon quá trời, con tôm nó đỏ tươi luôn nè Như. Giống như cái kỳ mà mình mua 240.000 ký á. Mình ngồi ngoài biển mà mình ăn hải sản nó còn gì bằng mấy bạn. Thêm cái phong cách ở trên đất nữa nè, trên gà. Dạ, con tôm luôn nha mấy bạn. Thêm tôm em thì lọc cà. Dạ thôi được rồi, để chút em ăn em đọc. Thôi ăn thôi trời em. Ơi, em ngồi kế bên đó nè chị tại rồi. Tại nó quay kìa, tội nghiệp lắm. Thấy không? Bởi vậy. Mày cầm anh với em hả? Ừ, mày già đậu. Mày nữa kìa. Tao nói gì thôi chứ tao đứng đột cho em không nè. Thấy chưa? Mày bắt cầm anh với em đi nha. Chưa lọc trong mà vô họng rồi. Cái dĩa. Đây lọc nha nè. Bỏ đi nè chị. Thôi đấy, phải đâu chuyện đùa hả Như? Rồi, ai nói gì nói. Dạo nó mất ăn rồi chị, nó khịa mình cái bình khịa nó lại, nó quê. Bỏ bên kia kìa, về chén này nó ăn. Nè nè. Đúng rồi, cho cái chén nó đi tìm. Đừng rác đi. Đó. Rồi. rớt. Này chơi đùa quá đây chị ơi. Wow, đã quá tuyệt vời. Trời ơi, cay quá chị ơi. Như Ú dẫn đi đá stress mà biển mọi người ơi. Cay quá hả? Ừ. Chấm gì cay à? Còn cái con tôm mình nè, nó ngọt, nó ghê quá mấy bạn. Tươi không? Nó tươi mà nó săn chắc lắm, nó ngọt thịt lắm. Săn chắc hả? Giờ mình xong cái mình qua anh Duy nhậu ké kìa. Ý. 1, 2, 3, vô 2, 3, ăn. Mời mấy bạn nha. Mời bạn nha. Mọi người. Ừ, cua gà quá, út kìa. Ngon hả? Vừa ăn như ớp á. Khuya vậy ớp rồi. Ừ, khuya em ớp rồi. Mà ăn nóng nha. Ừ. Ăn ấm hả? Ừ. Ăn thử cục ướp chín đi. Em sợ chúng mà ướp rồi để qua đi mấy cái nó mặn. Rồi bên đây nóng rồi. Qua đây ngồi đi. Ôi. Vậy nãy mình kéo bạn xuống vô trong đây ngồi mấy. Nè, nắng lên dây nè. Quay ngồi đi. Ngồi cho. Ngồi. Nó mặc áo được. Nó mặc áo rồi. Nè, con không qua chỗ em nè, ngồi mát rưỡi luôn. Ừ. Nè, hy sinh. Ngồi vậy nó đâu ăn được. Lực đi ngồi đâu. À, thì ngồi ngay chỗ nắng đó đó. Chứ ngồi đâu bà nội. Vô. Ăn uống nha mọi người. Vô. Hai ba vô. Hai ba uống la lên nè. Chôm chôm nè. Một, hai, ba, vô. Hai, ba, ăn. Ăn, uống. Tiếp tục chương trình đi. Nãy giờ bốn người ăn có nhiêu đây à. Không có thấm thía gì hết trơn. Ăn tiếp tục nha. Tiếp tục. Vô. Wow. Vô. Nhớ cái bữa mình ăn bánh xèo hến không? Sao? Nó phụ nguyên con hến vô chén nước mắm tao á. Mày nhớ không? Không biết đâu. Ê, bây giờ bốn của mình vô cái đi. Vô. Hả? Vô cạn ly đi. Vô. Ừ. Cạn ly tình nghĩa chị em chúng đúng ta sẽ mãi mãi bền lâu. Một, hai. Chúa. Một, hai, ba, vô. Hai, ba, uống. Mời bạn nghe. Chăm chăm nha. Chăm chăm. Nó uống không khỏi ăn. Yên tâm đi chị, bao tử không đái. Ủa mà thương tại sao mày muốn nhìn qua đây? Ở đây là khỏi phần nói rồi, nổi tiếng. Mới nói nào quá à, không ăn nữa nha. Hồi nào? Chút ăn hết giờ à. Nó ém vô á. Nhà này được cái là không ai mắc cỡ đó chị, không ai ngại đó. Không ai ngại đó. Công nhận ngồi ở đây nha, trống biển rì rào nè, ở đây không khí rất là vui vẻ luôn. Có đồ ăn ngon, mỹ nhân nữa. Ở đây cũng có mỹ nhân nữa nè. Chỉ sợ mai về bị đen thôi à. Mỹ nhân là ví dụ mấy bạn muốn có nè, mập có nè, lớn có nè, BD có nè. Mỹ nhân ơi, tinh đẹp tuyệt vời.
Còn trái cây nữa mà quên nha mọi người. Sẽ vô hấu ăn nha mọi người. Nè mấy bạn, bây giờ mình tách cái vô hấu. Rớt đi đất bây giờ. Wow. Quang như lựa đó. Ngon quá hả? Cái này có muỗng mình nạo ăn luôn chứ. Ừ. Cắt ra. Rồi nướng góc tư nha. Ghê vậy. Ngon quá. Anh em ta vô nè. Đợi ghê vậy. 2 3 vô. 2 3 Trời ơi, cái này không về ăn hết nữa trái dưa hấu rồi về nha. Wow. Mát lạnh luôn. Như đang mát đáy. Wow, chị rồi. Như này, như này. Như này, như này. Nè mấy bạn, ngồi mình nãy ra nè. Wow. Đó, mấy bạn nha. Chạm đại đi nãy nãy. Mát thiệt luôn á, đang mắc nắng mà ăn cái này nè. Đúng là xuất sắc cái mà kế dưa hấu rồi nè. Nè, giờ mình thử thách gì nè. Ăn nhanh lên. Đưa làm răng nạo dừa. Ok không, chơi không? Chơi không, chị rồi tiền chơi đi. Em không chơi đâu. Trắng dính nước kì giống nha. Em ủi tới lỗ mũi luôn. Ủi dính không vô vô không ủi được. Phải xẻ ra chứ tiền. Mình dày ủi vậy dễ. Úp nguyên cái mặt vô. Thôi chị đừng nghe dụ gì hết, dụ chị á. Thôi đừng chơi nó. Điếm nó. Ủi tới lỗ mũi chứ còn mới đây nó hết rồi kìa. Thấy ghê quá kìa. Mát quá. Đúng rồi. Ăn giống người gần ăn. Mình để trong cái nè. Mình để trong cái hồ nước đá á, công nhận nó lạnh đã ghê á, giống như là đang ở tủ lạnh vậy. Đã quá. Anh em ta vô nè. Đợi vô vậy. 2 3 vô. 2 3 ăn. Trời ơi. Cái này không về. Rồi ăn hết nữa trái dưa hấu rồi về nha. Wow. Mát lạnh luôn. Như đang mắc đáy. Wow, chị rồi. Như này, như này. Đóng mặt vui à. Như này. Nè mấy bạn, ngồi mình nãy ra nè. Wow. Đó, mấy bạn nha. Chạm đại đi nãy nãy. Mát thiệt luôn á, đang mắc nắng mà ăn cái này nè. Đúng là xuất sắc cái mà kế dưa hấu rồi nè. Đúng rồi. Nè, giờ mình thử thách gì nè. Ăn nhanh lên. Đưa làm răng nạo dừa. Ok không, chơi không? Chơi không, chị rồi tiền chơi đi. Em không chơi đâu. Trắng dính nước kì giống nha. Em ủi tới lỗ mũi luôn. Ủi dính không vô vô không ủi luôn. Phải xẻ ra chứ tiền. Mình dày ủi vậy dễ. Úp nguyên cái mặt vô. Thôi chị đừng nghe dụ gì hết, dụ chị á. Thôi đừng chơi nó. Điếm nó. Chơi, ủi tới lỗ mũi chứ còn mới đây nó hết rồi kìa. Thôi thấy ghê quá kìa. Mát quá. Ăn đúng giống, là ăn giống người gần ăn mình để nè, trong cái nè. Mình để trong cái hồ nước đá á, công nhận nó lạnh đã ghê á, giống như là đang ở tủ lạnh vậy á. Đã quá. Giờ bây giờ ăn uống nơi xa là mình về nha mọi người. Ok, bây giờ thì Tiên sẽ nhổ neo thôi. Nhổ đi. Thả được luôn á, thả nhiều được luôn á. Xếp lại đi. Nhổ cọc hết chưa? Không. Cọc cọc cây vô thả vừa luôn à. Đây. Này giống như là cái đèn chụp bự vậy đó. Em thả vừa được luôn á. Rớt kìa. Rớt hậu tạng trong kìa. Rớt nắng quá, xếp lại đi về Tiên. Giờ xếp sao? Bình thường xếp sao? Bây giờ Tiên sẽ chỉ mọi người cách xếp lều. Ở đằng đầu đó nó bung rồi kìa. Trời đất ơi, Ninja phiên bản vô TV. Đắng quá mấy bạn ơi. Đây là bữa tụi mình chỉ biết xếp vậy thôi. Chứ mấy bạn sẽ coi Tiên làm nha. Vô lấy cho Tiên cái khẩu trang này nha.
Bữa tiên nhà ship giúp giả không tiên? Dạ. Bữa nhà ship giúp giả không? Dạ. Yêu để nắng kìa. Phan phan. Nó nói gì vậy? Nó nói gì vậy? Nó kêu với tao không có tự lấy. Thua. Nè mấy bạn coi tiên ship nè, gọn hơn à. Wow. Siêu cute luôn á. Vậy mà bữa em với Như banh ra đó chị, không biết xíu lại mở ra để trong buồn á, giường không ngủ, chui vô lều ngủ. Đói không chị? Hả? Nè đây đây đây. Rồi bỏ vô. Rồi xong rồi mình coi quần áo gì á, mình bỏ vô cái này mình mang cái một luôn á. Cái này tiện quá. Cái này nằm được 5 người luôn á chị rồi. 5 người. Ok và các bạn ơi, chắc là bây giờ thì nhóm của tụi mình sẽ kết thúc video tại đây rồi. Và chắc là hẹn các bạn vào một dịp khác thì tụi mình sẽ đi cắm trại và quay cho các bạn xem nữa nha. Ngày hôm nay vui không mọi người? Vui. Má có đều hơi nắng hả? Đúng rồi. Nhưng mà thôi kệ, đi chơi vui mà chịu nắng chút không sao ha. Đúng rồi. Ok. Có gái nhiều lắm nha mấy bạn. Ok và bây giờ thì nếu các bạn thấy video này hay, thú vị thì hãy nhấn cho tụi mình một like để tụi mình có động lực sẽ làm ra những cái clip tiếp theo nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở nhà với video ẩm thực. Bye.